Một ngày mùa đã đến, nắng hay mưa, luôn thơm ngát hương hoa. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mãi ấm thêm vui, khắp muôn nơi rộn rã vang tiếng cười. Vui ngày mới, gia đình bên nhau, yêu thương chưa tràn đầy, nào cùng hòa vang câu ca. Khoảnh khắc thú vị đáng nhớ của các gia đình từng đến với Vợ Tôi Là Số 1 tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn tuần này. Các cặp vợ chồng chia sẻ hạnh phúc của mình. Chồng sẽ chạy tới công ty và tặng quà cho em. Thương vợ con nè, biết phụ giúp vợ những công việc nhà này kia. Quá dễ thương. Quyết tâm trong từng thử thách và phối hợp ăn ý để mang về chiến thắng. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng đến với những diễn biến hấp dẫn của Vợ Tôi Là Số 1 ngay thôi. Đại gửi xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nhãn hàng xốp nước giặt trắng sạch ngát hương hoa ngày gì mưa nắng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Đầu tiên là gia đình chị Nguyễn Thanh Thủy và anh Trần Minh Cường đến từ Tiền Giang. Có một anh chồng đa tài nên sẵn dịp có câu hỏi liên quan, chị Thủy đã khoe luôn cho mọi người được biết. Chúng ta cùng xem lại phần thi của anh chị. Bên cạnh đó là thưởng thức lại giọng hát ngọt ngào của anh chồng Minh Cường nhé. Thanh Thủy, Minh Cường, tài lẻ của chồng có phải là điểm thu hút vợ đầu tiên không? Có hay không? Có, trùng khớp. Tài lẻ đó là gì em? Dạ, tài lẻ của ông xã em là hát và nấu ăn ngon. Hồi đó mới gặp em là ông nấu và mang hay ông hát cho em nghe? Dạ, hát cho em nghe. Mời ông xã thể hiện tài lẻ. Dạ thì sẵn đây em sẽ hát cho mọi người nghe một đoạn trong Phi Dân Dĩ, bài Thưa Mát Con Đi của tác giả Lý Bông Dừa. Hỡi những ai xa nhà, xa mẹ cha, mới nghe u buồn khi thời gian cứ luôn vô hình trôi ngàn năm như dòng sông tuổi thơ. Má, má cho không đòi trọn tình thương, má trao con rồi nay hằng in vết nhăn da mồi đôi bàn tay, nám sạm chân nứt khô, má tặng con nụ cười đôi gón son, ơn tự thân bao giờ con trả sông. Quá hay. Em nhắm mắt em nghe, em liên tưởng tới giọng ca của Phượng Hằng. Cái hơi á, giờ còn nấu ăn nữa hả? Dạ. Hay quá. Câu số 2 đây, liên quan tới cái vụ nấu nướng đây. Chồng nhớ hết khẩu vị của vợ con, đúng hay sai? Đúng. Đúng, trùng khớp. Nói anh nghe thử xem vợ em khẩu vị như thế nào. Dạ, vợ em khẩu vị đó là ít chua. Chua. Hơi ngọt. Hơi ngọt. Còn con em? Dạ con em thì em nấu sao vậy à? Nó mấy tuổi rồi? Dạ 7 tuổi. 7 tuổi dễ dãi ha. Dạ. Ừ, nấu sao ăn vậy. Câu số 3, món ruột chồng hay nấu cho cả nhà là món gì? Viết giấy. Rồi vợ nói nha. Dạ món ruột của chồng em là canh chua, thịt kho tàu. Dạ. Canh chua, thịt kho tàu. Mời em. Canh chua, trùng khớp. Nấu canh chua có bí quyết gì không em? Dạ em cũng không có bí quyết gì, nhưng mà em nấu 10 lần thì nó đều là gì là một vị á. Là quen tay, nấu dạ. Nhiều quá quen tay. Dạ. Rồi có nấu cái kiểu mình nắm rồi xe xe chi không? Dạ không, tính thì học nghề đó nhưng mà thấy khó. Nhà mình là ba câu trùng khớp á. Những ai xa nhà, xa mẹ. Vừa hát hay, vừa giỏi bếp núc, anh Cường quả là người chồng lý tưởng hiếm có khó tìm đó nha. Vậy còn ở gia đình tiếp theo, không biết chị Nguyễn Trần Quỳnh Như sẽ có những chia sẻ thú vị nào về anh chồng Nguyễn Minh Nhật của mình đấy, cùng xem nhé. Câu số 1, từ sau khi cưới nhau, mức độ quan tâm của chồng dành cho vợ là 1. Tăng lên, 2. Giảm xuống. 1 hay 2? Số 1, trùng khớp. Câu số 2, chồng có nhiều ưu điểm hơn khuyết điểm. 1. Đúng, 2 là sai. Đáp án 1. Một trùng khớp. Em nhận thấy chồng em có ưu điểm gì? Em thấy ưu điểm là biết chiều vợ với con á. Ví dụ như là con mà đòi cái gì cái là rồi đó, có liền. Con là số 1 phải không? Dạ. Câu số 3, ưu điểm của chồng mà vợ tự hào nhất là gì?
Tức là nhiều khi bà đi đâu bà ra ngoài bà cũng khoe hết trơn á, chồng tôi có cái này nè, chồng tôi có cái này nè đó. Thì giống như nãy giờ em kể đó là thương vợ con nè, chiều chuộng, biết phụ giúp vợ những công việc nhà này kia đó. Đáp án của em là gì nào? Lo cho gia đình, thương vợ con, trùng khớp. Hai đứa có một cái ngày sinh nhật một à. Ở trọ mà hai người cách nhau có một phòng một à. Xong rồi ginh hai bánh kem qua đụng độ luôn. Yêu nhau từ thời sinh viên nên không khó để cặp đôi ở quê nhà Vĩnh Long, Quỳnh Như, Minh Nhật dễ dàng đạt điểm số tối đa trong phần thi đầu tiên nhờ độ hiểu ý giữa hai vợ chồng. Mình tên là Phùng Thị Hồng Nhung, mình đến từ Bạc Liêu. Mình tên là Nguyễn Quang Vũ, mình đến từ Bạc Liêu. Cũng là cặp vợ chồng quen nhau từ thời sinh viên, không biết gia đình chị Phùng Thị Hồng Nhung và anh Quỳnh Văn Vũ có vượt qua trọn vẹn ba câu hỏi để giành lấy lợi thế cho vòng tiếp theo không đây? Gia đình của Hồng Nhung, vợ có thích quà tặng là một bữa ăn ngon không? Đó, trùng khớp. Câu số 2, câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án là 1 hoặc là 2 ha. Con sẽ thích quà sinh nhật là gì? 1 là bánh kem, 2 là đồ chơi. 1 hay 2? Không trùng khớp. Ông chồng thì nghĩ là bánh kem, vợ thì nghĩ là đồ chơi. Câu số 3, lần đầu tiên chồng tặng quà cho vợ là ở đâu? Lần đầu tiên hơi khó nhớ. Rồi, mời em. Dạ, theo em nghĩ là lần đầu tiên mà chồng em tặng cho em đó là lúc mà em còn ở nhà trọ, đi là sinh viên lúc đi học. Lúc mà anh xuống, anh đem con gấu xuống tặng cho em ạ. Gấu bông đó giờ còn giữ không em? Dạ, gấu bông đó bây giờ là con gấu ghiền của con em luôn. Gấu dạ. Ghiền rồi. Đáp án đúng vậy không em? Nhà trọ. Ở nhà trọ sinh viên, chính xác, chúc mừng em. Vòng một đã khép lại với nhiều điều thú vị được các gia đình chia sẻ. Tiếp theo sẽ là vòng thi còn hấp dẫn và gây cấn hơn, vòng tâm đầu ý hợp, thách thức ở cấp độ cao hơn sự hiểu ý giữa hai vợ chồng. Hãy cùng đón xem sự xuất hiện trở lại của ba gia đình nào ở phần thi này nhé. Mời em nhìn lên màn hình. Đó là shop, phần quà mà nhà tài trợ dành tặng cho gia đình của chúng ta. Chủ đề sở thích phụ nữ bắt đầu. Nói chung là khi mình cúng kiến này kia thì mình làm gì vậy? Bông á, hai từ. Cắt. Không, mình bỏ vô cái bông. Cắm luôn. Hai cắm từ. Hoa. Đúng rồi. Em thích đi kiểu như là đi siêu thị, đi trung tâm thương mại thì mình làm gì, hai từ? Mua sắm. Mình đi ra công viên mình hay làm gì? Bánh tráng trộn. Ăn vặt. Này có ba từ. Như sợi chuyền là đúng không? Cái anh làm gì? Làm cho chờ. Đeo. Ba từ. Cái đó gọi là gì vậy chị? Đeo trang sức. Cái này là của người phụ nữ. Rồi, trung khớp từ khóa rồi. Của người phụ nữ. À, còn 4 từ khóa, 2000 điểm. Sự nhanh nhạy của anh chồng Trí Đạt và sự thông minh của chị vợ Tạ Thị Huế đã giúp anh chị thuận lợi vượt qua 4 từ khóa đầu tiên. Tuy nhiên, do một chút sơ suất trong từ khóa cuối cùng, đôi vợ chồng Dược Sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã đánh mất cơ hội có được điểm số trọn vẹn. Bây giờ chúng ta cùng đến với cặp đôi tiếp theo để xem họ có thể giải đáp thành công hết 5 từ khóa không nhé. Mời em nhìn lên màn hình. Chủ đề món xào. Thời gian bắt đầu. Tiếng Hán Việt. Mười ta còn gọi là gì? Thất bát. Mười. Bát. Không. Con gì gần kế châu. Con gì? Tí. Bò. Ba từ nghe. Món đó làm cái gì? Sắt gà. Anh nói đi, nói liên tục đi, món ăn mà. Bò gì? Bò lúc lắc. Đúng rồi, ba từ chính xác. Rồi, ngựa gì? Ngựa gì? Phi. Đúng một từ đây, hai từ. Cái củ gì? Củ phi, gì đây? Phi hành tỏi. Không, đúng rồi, chữ chuối, đúng rồi, chúng chữ phi chuối. Phi tỏi. Đúng. Rồi. Cái chai gì nãy em mới uống? Chai nước suối. Lấy từ đâu? Nước. Anh bị gì? Nước. Con bị gì? Nóng, ấm. Ấm nước. Người ta còn gọi là bị gì? Nóng, nước. Không. Nóng. Người ta thường cái bệnh đó, đó là cái bệnh lý, bệnh gì, nóng gì? Cảm gì? Cảm cúm. Cảm lạnh. Không. Ý đó là nóng gì, bị nóng gì? Qua từ khác đi. Rồi. 10 người gọi là gì? Nhất. Cụ. Nhất 1, nhị 2, tam 3, tứ 4, ngũ 5, lục 6, thất 7, bát 8, cụ 9. Bánh trung thu. Bánh trung thu. Nhiều nhân trong đó. Nhân nhiều lắm, gọi là bánh gì? Nhiều nhân luôn đó anh. Nhân. Anh thích nhất ăn nhân đó. Nhân
bánh nhân đậu xanh rồi nhân đậu xanh nhân gà nhân gì đó nhiều loại luôn như là thập cẩm rồi đặt đây là bốn từ nha anh. Chế gì để chiên chế dầu nó sao đun cho nó sôi dầu sôi rồi. Lửa bỏng đặt cái gì lên quẹt đúng anh làm lại dầu sôi lửa bỏng đúng xác rồi đây là về chai gì chai gì muốn nước rồi em bé nó bị gì nóng gì nóng sốt đúng rồi lặp lại từ nãy nước sốt đúng xác yeah. Có lẽ do khá trệ trật để mang về chiến thắng nên chị Ngân đã có màn ăn mừng đầy bùng nổ cùng chồng sau khi giải đáp hết 5 từ khóa. Đặc biệt, màn đối đáp hài hước có 102 của anh chị còn là ấn tượng không thể nào quên trong chương trình. Tiếp tục đến với một chị vợ cũng cùng tên là Kim Ngân. Chúng ta cùng đón xem chiến thắng có về tay chị như chị vợ vừa rồi không nhé. Mời em nhìn lên màn hình. Chủ đề nấu nướng bắt đầu. Muối đường bột ngọt là gì em? Gia vị. Đúng. Cái mà mình mang để mà chống dầu mỡ dân mình. Tập dê. Đúng. Em bé mới đẻ ra là em bé gì ba chấm sinh. Sơ chế. Đúng. Cái mình cầm cái dao mình bầm 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 cái ba từ mình cầm cái dao mình bầm cái củ cây đỏ ra vuông vuông nhỏ nhỏ là cái mà mình ăn cái gì có đồng tiền nè. Lũ. Là thường thường nướng chả gì cánh cánh chiên hạt lựu cắt hạt lựu sắt hạt lựu đúng cái mà mình nấu canh bằng cái gì nồi mình để cái đùi lên mà để nồi nấu nồi cơm mình để cái trứng vô trong cái nồi chiên không dầu đúng. Không chỉ giải đáp 5 từ khóa trong thời gian rất ngắn, đôi vợ chồng đến từ An Giang, Kim Ngân, Hồng Phước còn có màn ăn mừng đáng yêu không kém gia đình trước. Mong rằng với sự hiểu nhau như thế này, họ sẽ mãi là một cặp đôi hạnh phúc. Tiếp theo đây sẽ là dòng quyết định để tìm ra hai cô vợ xuất sắc nhất bước vào phần thi chung cuộc. Mời quý khán giả đến với dòng Đồng Lòng Vượt Khó. Đầu tiên chúng ta cùng đến với một trò chơi thử thách trí nhớ của các gia đình. Cùng đón xem cặp đôi đến từ Vĩnh Long, chị Thanh Tâm và anh Thanh Huy sẽ vượt qua trò chơi tìm cặp hình giống nhau sau đây như thế nào nha. Bắt đầu. Dền cà rốt, bí đỏ, đậu bắp, khổ qua, rau muống, trứng, khoai tây, cá thu, cà chua. Cà lóc. Nãy giờ chưa có nào trùng hết trơn. À được cái khu dền rồi kìa. Khu dền đó rồi đó. Giờ cà rốt. Cà rốt. Bí đỏ. Bí đỏ. Ơ cà rốt có dòng thứ hai anh, hạng thứ hai á. Hạng thứ hai. Ờ dở lại đi. Rồi đúng rồi. Cái đó khoai tây mà. Khoai tây cái cuối cùng, cái cuối á. Hay giờ hàng dòng cuối cùng. Hàng cuối cùng. Đúng rồi, dở lên. Rồi cái chéo bên đó. Rồi. Ờ cà rốt. Bí đỏ. Bí đỏ được luôn. Đậu bắp. Ê anh cà chua đậu bắp à. Được luôn cá thu dở lên anh mới dở rồi đó dính. Rồi cá thu dính rồi. Khổ qua dính luôn đúng rồi đúng rồi đó rau muống rồi tôm đâu rồi được tôm luôn trứng cái đó khoai tây à, khoai tây dòng khoai tây. Cái gì nè nhớ đi mẹ bà sợ bà chỉ cái này nè đúng đó, rồi chưa? Còn có mấy cái này nè giải thưởng không đúng rồi còn luôn. Cái nướng cá cá lóc rồi được luôn trời ơi nhà này làm chậm rãi nhưng mà ở đâu đó dở cái nào là nó dính cái đó nó chậm mà chắc ủa nhưng mà chưa biết chậm hay không nha. Đúng như lời MC Đại Nghĩa vừa nói, tuy phần thi của chị Tâm và anh Huy nhìn có vẻ chậm rãi nhưng về thời gian hoàn thành thì lại nhanh nhất đó nha. Khác với thử thách về trí nhớ, trò chơi tiếp theo đòi hỏi sự khéo léo phối hợp giữa hai vợ chồng để chuyển rau củ quả đến nơi quy định. Chúng ta cùng xem thử thách này có làm khó được gia đình chị Kim Thảo và anh Trường An hay không nhé. Gia đình của Kim Thảo bắt đầu. Đầu kia anh. Từ đây.
Từ từ. Ủa? Ê, 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 sao chừng? Được. Chưa. Trời ơi, sao vậy? Tay ai nấy cầm, đồ ai nấy xài nghe, không xài chung nghe. Tiếp theo phải thay đổi liên tục. Rớt. Cái đó rớt không tính. Nhanh nè, nhanh nè, nhanh nè. Nhanh nè, tay mướp gấp tới vậy đó hả? Rồi, đủ bếp. 5 4 3 2 1 Rồi. Ok, cái này nãy rớt ra ngoài mình không tính nha. Mình đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trái, 10 củ. Chúc mừng. Tiếp theo là đôi vợ chồng cũng đến từ quê nhà Vĩnh Long, Cẩm Trinh và Công Trình, với thử thách ném vòng tìm qua. Vốn tự tin, nhanh nhạy từ các vòng thi trước, cặp đôi nhân viên y tế thuận lợi vượt qua thử thách này và xuất sắc giành vị trí đầu tiên. Tiếp theo là gia đình của Trinh và Trình. Bắt đầu. Cố lên chồng ơi. Em thảy phụ luôn đi. Dạ. Bây giờ chưa gì, thảy phụ đi. Lấy về, lấy về, lấy về. Nhanh 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 nhanh, nhanh tay. Đó, hai cái. Cái hộp đó mà cái gì? Đó. Tiếp, nhanh. Ừ. Ông chồng vô được cái nào nữa chưa? Được cái bên đây. Ờ, hai, hai luôn. Lấy hai hộp kia về nhanh, ba hộp kia nữa. Còn 10 giây, lấy phụ đi. Đó. Gỡ ra nhanh, nhanh. Một. Rồi, chỗ nhiều quá kìa, nhanh lên. Nhanh lên, sắp hết giờ rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Hai. Rồi, rồi, đứng rồi, đứng rồi. Một, hết giờ. Một. Một, hai. Ba. Hai, ba. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. Chín. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, nhiều quá. 20, 21, 22, 23, 24. Wow, 25. 6, 27. 28, 29, 30, 31, 32. 45 bông hồng. Chúc mừng em. Sau khi trải nghiệm những thử thách hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hóc búa, những ứng cử viên sáng giá cho vị trí cao nhất đã lộ diện. Chỉ còn một vòng thi nữa thôi, những chủ nhân chính thức của chiếc cân vàng sẽ được gọi tên. Cùng với việc tìm ra những cô vợ giỏi giang thì những kiến thức chăm sóc gia đình, những nghệ thuật hữu ích luôn là điều mà chương trình muốn mang đến cho quý khán giả. Nào, cùng đến ngay với vòng thi Vợ Tôi Là Số 1 nhé. Câu hỏi như sau: cho trẻ uống nước cơm sẽ giúp tăng hay giảm khả năng hấp thụ chất béo ở trẻ? Mời Thảo. Dạ tăng. Đây là đáp án chính xác. Nước cơm chứa nhiều vitamin như là B1, B2, B12 rất có lợi cho trẻ nhỏ, đặc biệt là với việc hấp thụ chất béo. Ngoài ra nước cơm còn giúp thanh nhiệt và có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ. Câu số 2, chăm sóc tóc muốn cược không? Dạ không. Không, còn em? Dạ em cược. Lá ổi hay trái ổi có tác dụng giảm rụng tóc? Mời chị ấy. Dạ em nghĩ là lá ổi. Đó là câu trả lời chính xác. Trong lá ổi chứa nhiều vitamin và lycopene là những dưỡng chất giúp tóc chắc khỏe hơn. Nấu lá ổi với nước để nguội rồi gội đầu sẽ giúp giảm thiểu nhanh chóng tình trạng gãy rụng tóc. Trái ổi thì không có tác dụng này. Khi sơ chế nấm mèo đen khô, ngâm nước nóng nó sẽ tốt hơn ngâm nước lạnh, đúng hay sai? Mời Linh. À, em nghĩ là mình ngâm nước nước ấm nó sẽ tốt hơn nước lạnh. Đây là đáp án. Sai. Trong nấm mèo có một chất gọi là mofulin, là một chất độc có thể gây dị ứng da nặng nếu như tiếp xúc với ánh sáng. Ngâm nấm mèo bằng nước lạnh giúp nấm vừa nở đều vừa trung hòa chất này. Nếu ngâm trong nước nóng thì nấm mèo nó chỉ nở nhanh hơn nhưng không đủ thời gian để trung hòa hết mofulin trước khi chế biến. Bà bầu không nên ăn hoa chuối vào đầu thai kỳ, cuối thai kỳ hay sau khi sinh? Ha, mời em. Em nghĩ là sau khi sinh anh. Sau khi sinh, đây là đáp án. Sai. Em có câu trả lời không Ngân? Em dạ em nghĩ chú. Là không chọn cái nào hết ạ. À, đây là đáp án.
Chính xác. Là thực phẩm lợi sữa tuyệt vời cho các mẹ. Chủ đề địa danh: Cù Lao Dài, Cù Lao Dung, Cù Lao Ông Hổ, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Hãy ghép đúng tên các vùng cù lao bên dưới và tỉnh tương ứng. Không biết thì không bấm chuông, không sao, mình không mất điểm. Mà anh nghĩ rằng mình là dân miền Tây, mấy cù lao này toàn là cù lao nổi tiếng không à, quen lắm. Quen lắm. Thành đã bấm chuông, cẩn thận nha. Cù Lao Dài là ở Vĩnh Long, Cù Lao Ông Hổ là An Giang, Cù Lao Dung là ở Sóc Trăng. Rồi chốt chưa? Dạ em chốt. Thiệt ra nhiều khi mình ở miền Tây mà không phải lúc nào, chỗ nào mình cũng đi, cho nên là cũng sẽ có những cái nơi mình không biết. Đáp án chính xác. Cù Lao Dài còn gọi là Cù Lao Thanh Bình, Quế Thiện, nằm trên địa bàn huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Ngoài những vườn trái cây trù phú đa dạng, Cù Lao Dài còn nổi tiếng với nghề dệt chiếu, xe lõi, lát truyền thống lâu đời. Cù Lao Dung, Sóc Trăng, nằm ở huyện cùng tên của tỉnh Sóc Trăng, được biết đến với những dãy bần mọc khắp bờ sông và món đặc sản cá bóng sao vô cùng hấp dẫn. Cù Lao Ông Hổ, An Giang, thuộc địa phận thành phố Long Xuyên. Đây là nơi tọa lạc của đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đình thần Mỹ Hòa Hưng, và đặc biệt là điểm đến gắn liền với lịch sử Cù Lao, Chùa Ông Hổ. Nào bây giờ hãy cùng điểm lại những gương mặt xuất sắc nhất đã trở thành chủ nhân chiếc cân vàng nhé. Mỗi hành trình đi tìm người phụ nữ số 1 lại là một hành trình tràn ngập tiếng cười. Bên cạnh đó là sự gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau hơn của các cặp đôi và các thử thách của chương trình. Vẫn còn nhiều gia đình dễ thương khác đang chờ đợi được gặp lại quý khán giả trong các tập tiếp theo với những khoảnh khắc chỉ có tại Vợ Tôi Là Số 1. Quý khán giả ơi, đừng quên đón xem vào tuần sau nhé. Cảm ơn nhãn hàng xốp nước giặt trắng sạch ngắt hương hoa ngày gì mưa nắng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con vào tuần sau lúc 20 giờ 30 phút Chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày thứ hai lúc 16 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đại nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.